trẻ bị táo bón đi ngoài ra máu khiến nhiều mẹ lo lắng. Tình trạng táo bón là tình trạng phổ biến ở trẻ từ 2 đến 4 tuổi. Bé bị táo bón đi ngoài ra máu thường do bé bị nứt kẽ hậu môn. Tình trạng này khiến bé bị đau rát vùng hậu môn khi đi đại tiện. Video này sẽ chỉ ra nguyên nhân trẻ bị táo bón đi ngoài ra máu là gì. Từ đó đưa ra giải pháp phù hợp cho tình trạng này nhé. Vì sao trẻ bị táo bón đi ngoài ra máu có đến 95% những bé bị táo bón đi ngoài ra máu là do bé bị nứt kẽ hậu môn. Nứt kẽ hậu môn khi bé bị táo bón là một tình trạng nguy hiểm, có thể khiến bé bị nhiễm khuẩn hậu môn, gây ra nhiều hệ lụy nếu như mẹ không xử lý đúng cách nứt kẽ hậu môn thường do tình trạng bé bị táo bón lâu ngày. Phân khô cứng tích tụ tại đại trực tràng. Khi bé cố gắng đi ngoài, khối phân cứng sẽ tiếp xúc với niêm mạc hậu môn còn non nớt, gây nên tình trạng nứt kẽ hậu môn. Tuy nhiên, còn nhiều lý do khác khiến bé bị táo bón đi ngoài ra máu. Dưới đây sẽ là một số lý do tại sao bé bị táo bón lại đi ngoài ra máu nhé. Những bé bị táo bón kèm theo phình đại tràng bẩm sinh. Bé bị hẹp đại tràng, bé bị bệnh suy giáp bẩm sinh. Những tình trạng này khiến bé gặp phải tình trạng táo bón đi ngoài ra máu, bé bị lồng ruột. Lồng ruột là bệnh lý tắc nghẽn đường tiêu hóa vô cùng nguy hiểm. Nếu như mẹ không phát hiện và xử lý kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé, bé bị viêm đường ruột. Viêm đường ruột là bệnh lý nhiễm khuẩn đường ruột. Trẻ rất dễ mắc phải căn bệnh này chế độ ăn của bé chưa phù hợp con ăn ít chất sơ ăn nhiều chất béo chất đường bột khó tiêu hóa bé uống ít nước bé ít khi vận động vận động cũng giúp cơ thể bé hoạt bát hơn giúp cho bé có thể đi ngoài một cách dễ dàng bé bị táo bón đi ngoài ra máu do bé nhịn đi đại tiện nhịn đi đại tiện là một thói quen không tốt phân bị ủn ứ lâu trong hệ tiêu hóa sẽ trở nên to và khô cứng hơn bé khó đi ra ngoài hơn vì thế mẹ nhớ nhắc bé không được nhịn đi đại tiện và cố gắng tạo thói quen đi đại tiện đúng giờ cho con nhé, dấu hiệu trẻ bị táo bón đi ngoài ra máu mẹ có thể dễ dàng nhận biết. Sẽ có những dấu hiệu ban đầu báo trước cho mẹ tình trạng bé bị đi ngoài ra máu. Dưới đây sẽ là một số dấu hiệu mẹ dễ dàng nhận biết như sau. Bé không chịu hay quấy khóc mỗi khi đi đại tiện, bé đi ngoài phân khô cứng. Phân bé nhỏ tròn như phân dê, có thể có máu dính trên phân hoặc sau khi mẹ dùng giấy vệ sinh cho bé thì có thấy dính trên giấy vệ sinh. Nặng hơn không chỉ lúc đi vệ sinh máu với chảy mà bình thường bé cũng dính máu trên quần, mẹ kiểm tra hậu môn của bé thì thấy có những vết rách nhỏ xung quanh hậu môn của trẻ. Con có biểu hiện cố nhịn đi vệ sinh, bé không đi vệ sinh trong vòng nhiều giờ mẹ cũng nên chú ý, con đi ngoài ra máu được phân loại thành hai dạng, dạng nhẹ bé đi ngoài ra một ít máu dính trên phân. Bé có cảm giác hơi đau khu vực hậu môn, ngại đi đại tiện, trường hợp nặng bé đi ngoài ra máu rất nhiều. Trong phân bé dính toàn máu, hoặc có thể chảy máu liên tục khó cầm lại được con mệt mỏi quấy khóc đau đớn. Trường hợp này mẹ phải đưa con đến ngay các cơ sở y tế để được cầm máu, thăm khám và điều trị nhé. Thông thường trường hợp này ít khi xảy ra, vì nếu bé có đi ngoài ra máu thường các mẹ đã đưa con đi viện khám ngay rồi. Khắc phục tình trạng trẻ bị táo bón đi ngoài ra máu là gì? Dưới đây sẽ là một số biện pháp khắc phục tình trạng bé đi ngoài ra máu mẹ nên biết giúp con có thể tránh được tình trạng đi ngoài da máu giảm thiểu tình trạng đau nứt kẽ hậu môn do táo bón gây ra nhé khi thấy con có biểu hiện nứt kẽ hậu môn do táo bón mẹ cần vệ sinh sạch sẽ khu vực hậu môn cho bé mỗi lần bé đi vệ sinh sau đó mẹ nên sử dụng nước muối sinh lý hoặc pha nước muối loãng vệ sinh hậu môn cho con sử dụng thuốc mỡ bôi vùng hậu môn cho con giúp làm dịu giảm cảm giác đau rắt vùng hậu môn cho bé trên đây là những điều mẹ cần làm khi bé bị nứt kẽ hậu môn do táo bón dưới đây sẽ là cách phòng tránh tình trạng nứt kẽ hậu môn do táo bón mẹ hãy tham khảo áp dụng cho bé nhà mình ngay nhé, phòng tránh trẻ bị táo bón đi ngoài ra máu như thế nào. Để giúp con không gặp phải tình trạng táo bón đi ngoài ra máu, mẹ cần cung cấp đầy đủ chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp cho hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh. Chúng tôi gợi ý cho bạn một sản phẩm có khả năng bổ sung chất xơ, lợi khuẩn cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho trẻ phát triển khỏe mạnh. Hãy cùng tìm hiểu thành phần cũng như lý do tại sao Insertac lại được nhiều chuyên gia tiêu hóa tin dùng cho trẻ bị táo bón đến vậy nhé. Insertac với thành phần gồm có chất sơ hòa tan phos, có bào tử lợi khuẩn bacillus, vitamin nhóm B, chất nhuận tràng thẩm thấu, khi đi vào cơ thể thì chất sơ hòa tan sẽ trương nở bằng cách hút nước bên ngoài vào. Vì thế sẽ làm mềm và tăng kích thước khối phân lên, giúp cho khối chất thải dễ dàng di chuyển được trong dạ dày. Ngoài ra với sobiton chất nhuận tràng thẩm thấu sẽ giúp cho khối phân di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra Insertac còn giúp tăng cường khả năng co bóp của dạ dày để đẩy khối phân đi, lợi khuẩn Bacillus sẽ ăn chất xơ và tiết ra các enzyme tiêu hóa. Lợi khuẩn có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột và enzyme tiêu hóa thì hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn bằng cách phân cắt các thức ăn thành những phần nhỏ hơn, công dụng của Insertac đối với trẻ bị táo bón. Giúp hỗ trợ điều trị tận gốc phòng chống các trường hợp bị táo bón. Phòng tránh tình trạng phải dặn quá mức khi bà bầu đi đại tiện. Giúp bà bầu đi đại tiện được tự nhiên, Insertac có tác dụng điều trị đối với những trẻ bị táo bón cấp và mãn tính. Sử dụng cho cả trẻ bị trĩ, đại tràng cấp và mãn tính, bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường tiêu hóa. Ngoài ra, những bào tử lợi khuẩn này có khả năng tiết ra enzyme tiêu hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, bổ sung vitamin B và PP giúp bà bầu tăng khả năng ngon miệng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Ngoài ra Insertac còn hỗ trợ trẻ trong các trường hợp như khó tiêu, đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa. Trên đây là những nguyên nhân, dấu hiệu cũng như giải pháp cho tình trạng trẻ đi ngoài ra máu do táo bón. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video này. Hy vọng video sẽ cung cấp cho mẹ nhiều kiến thức hơn để chăm con mẹ nhé. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929 197 777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn, Facebook Tuấn thầy thuốc. Sắp ngoài nếu thấy video hữu ích